Mến chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Một Ông Sao Sáng, Hai Ông Sáng Hơn. Đây là chương trình cung cấp tổng hợp kiến thức cho học sinh qua bộ câu hỏi trắc nghiệm. Và tiếp tục số thứ hai, chúng ta sẽ đến với bộ môn văn học và lịch sử. Chương trình do công ty CVM phối hợp và thực hiện. Và bây giờ chúng ta hãy đón chào một người chơi, một cô giáo đến từ một miền quê xa xôi lặn lội lên thành phố để tham gia chương trình. Xin mời chị Mai Anh bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Vân Vân. Chào quý vị khán giả. Em tên là Mai Anh. Bạn cứ bình tĩnh, chúng ta giao lưu một lát nhé Mai Anh. Dạ. Bạn đi cùng ai vậy? Có thể giới thiệu một chút về bản thân mình để quý vị khán giả biết được không? Hiện tại em đã lập gia đình. Em có hai cô công chúa. Bạn ghi trong bản đăng ký là ở Kiên Giang. Bạn ở đâu của Kiên Giang vậy? Dạ em ở huyện Gò Quao ạ. Tự tin lên nào Mai Anh ơi, không có gì phải run cả. Kiên Giang có rất nhiều khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, trong đó có Gò Quao. Quý vị hãy một lần đến thăm để hiểu thêm về lịch sử văn hóa cũng như chiêm ngưỡng vẻ đẹp vừa nên thơ vừa hoang sơ huyền bí. Dạ và vâng. Con người cũng rất đổi một mặt ở đây nhé. Mai Anh đến với chương trình hôm nay, điều mà bạn mong muốn nhất là dạ, gì nè? Đến với chương trình hôm nay, điều em mong muốn nhất là được lên TV để tặng hai cô con gái của mình. Và nhắn gửi với các con là mẹ rất là yêu các con. Mong rằng các con sẽ chăm ngoan, luôn có sức khỏe và cư xử tốt với mọi người xung quanh. Và cũng thông qua đây muốn nhắn gửi đến anh xã là mong anh sẽ có sức khỏe để thực hiện tốt những kim dự định trong tương lai của mình anh nhé. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của Mai Anh. Chúc cho bạn sẽ may mắn trong ngày hôm nay nhé. Dạ, em cảm ơn rất nhiều. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, em đã sẵn sàng. Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu gói 10 câu hỏi dành cho Mai Anh ngày hôm nay nhé. Câu hỏi số 1. Hãy điền vào chỗ trống câu tục ngữ ca ngợi địa phương hiền lành, con người thủy chung son sắt. Đất, ba chấm, dân, lão, thần. A. Quế Chi. B. Hạnh Nhân. C. Cam Thảo. D. Đỗ Trọng. Bốn phương án trên đều nhắc đến tên cây thuốc đông y. Nhưng mà chỉ để hấp dẫn thì chỉ có Cam Thảo và Hạnh Nhân thôi. Tôi xin chọn phương án C, Cam Thảo. Đây là câu trả lời chính xác. Chúc mừng Mai Anh. Câu số 2. Sông Danh, núi Tam Điệp, đất Bắc Hà, trời Gia Định, thành Phú Xuân, cành đào Thăng Long gợi nhớ đến vị tướng nào trong lịch sử? A. Trần Quốc Toản. B. Lý Thường Kiệt. C. Lê Hoàng. D. Quang Trung Nguyễn Huệ. Ngoài sông Danh, núi Tam Điệp, đất Bắc Hà, còn có cả Ngọc Hồi Đống Đa, Rạch Gầm Xoài Mút. Những cái gì địa danh này đều nhắc đến một vị tướng, đó là Quang Trung Nguyễn Huệ. Bạn chọn phương án nào? Dạ, phương án D, Quang Trung Nguyễn Huệ ạ. Câu số 3, bài Hịch Xuất Quân này là của ai? Đánh cho để tóc dài, đánh cho để răng đen, đánh cho nó... Chị đọc lộn rồi, đánh cho để... Mệt quá. Dạ. Anh đánh gì, anh đọc giấy mà cũng cãi gì, cãi cái dạ, gì? Dạ, người chơi không dám cãi gì vậy, nên mời chị MC tiếp tục. Ok, ông đi, chúng ta tiếp tục nào. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàng, đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. A. Ngô Quyền. B. Triệu Quang Phục. C. Trần Quang Diệu. D. Quang Trung Nguyễn Huệ. Đây là bài Hịch Xuất Quân của Quang Trung Nguyễn Huệ. D. Bạn có biết gì về ông không? Dạ, Quang Trung Nguyễn Huệ, ông là một trong những vị tướng kỳ tài bậc nhất trong lịch sử. Dư lưu đánh, chớp nhoáng, quyết liệt, đội quân thần tốc áo dài Tây Sơn chỉ trong vòng 17 năm đã lật đổ chính quyền phong kiến Lê Trịnh Nguyễn, xóa bỏ ranh giới chia cắt sông Danh là đàng trong đàng ngoài, dẹp yên quân Xiêm La từ phương Bắc, đánh tan quân Mãn Thanh từ phía Nam. Không chỉ giỏi cầm quân, ông còn được lòng nhân dân khi đã ban hành chính sách về kinh tế, đối ngoại, giáo dục, tôn giáo và đặc biệt rất trọng hiện tại.
Vâng, dù qua đời ở tuổi 39 vì bạo bệnh, nhưng đến nay công lao của ông vua tài ba nhân nghĩa vẫn được nhân dân đời đời ghi nhớ. Rất đầy đủ may anh. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu hỏi. Câu số 4. Con vật nào được nhắc tới trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ? A. Gấu, B. Nai, C. Chim chích, D. Heo rừng. Nhớ rừng của Thế Lữ chỉ có chỉ có nhắc tới hai con vật thôi. Đó là gấu và giới cặp báo chuồng bên vô tư lự. Thì chỉ có, trong này chỉ có nhắc tới gấu thôi. Tôi chọn phương án A, gấu. Chính xác, câu hỏi số 5. Đâu không phải là tập thơ của nhà thơ Tố Hữu? A. Từ ấy, B. Việt Bắc, C. Gió lộng, D. Lỡ bước sang ngang. Dạ, đó là tập thơ Lỡ bước sang ngang. Đây là tập thơ của Nguyễn Bính ạ. Chính xác, câu hỏi số 6. Tiếng trống thu không, phố huyện, chuyến tàu, ngọn đèn dầu, chỉ tí là những từ xuất hiện trong truyện ngắn nào? A. Vợ chồng A Phủ, B. Một bữa no, C. Bước đường cùng, D. Hai đứa trẻ. Tôi xin chọn phương án D. Hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ là truyện ngắn xuất sắc thành công nhất cho phong cách nghệ thuật của Thạch Lam. Dù vậy nhẹ nhàng, cốt truyện đơn giản, Thạch Lam đã thể hiện những tư tưởng nhân đạo sâu sắc về thân phận con người, gợi gắm những ước mơ xa xôi nhỏ bé, bình dị nơi tâm hồn hai đứa trẻ. Dạ Liên là nhân vật trung tâm của bức tranh. Cảm thông với cuộc sống đời thường lặng lẽ, xót xa với những mảnh đời cơ cực trong đói nghèo. Thương nhưng mà chính Liên cũng không có gì để mà cho mọi người cả, bởi vì Liên cũng không thoát ra khỏi cái bóng tối đó. Có thể nói ngòi bút của Thạch Lam vừa tinh tế vừa mềm mại, đầy thi vị, nhưng cũng rất điềm tĩnh đã làm cho văn chương của chúng ta càng thêm rực rỡ. Bạn trả lời rất hay, rất chính xác. Tiếp tục câu hỏi số 7. Năm 938, trên sông Bạch Đằng, quân ta đã đánh tan quân xâm lược nào? A. Quân Tống, B. Quân Thanh, C. Quân Minh, D. Quân Nam Hán. Dần dần nữa tôi đuổi xuống nha. Dạ. Năm 938, Ngô Quyền đã đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Phương án D. Quân Nam Hán. Chính xác. Câu hỏi số 8. Tác giả bài thơ sau là của ai? Bến Nghé cửa tiền tan bọt nước, Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây, hỏi trang dẹp loạn rầy đâu vắng, nở để dân đen mắc nạn này. A. Tú Xương, B. Phan Bội Châu, C. Phan Châu Trinh, D. Nguyễn Đình Chiểu. Hai câu thơ này thực sự đến giờ nó vẫn còn có giá trị rất là lớn. Bốn câu thơ này là của Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ mù của đất Nam Kỳ. Hỏi trang dẹp loạn, rầy đâu vắng, nở để dân đen mắc nạn này. Vâng, rất chính xác. Chúc mừng mấy anh. Bây giờ chúng ta còn hai câu nữa là sẽ được giải thưởng 50 triệu đồng. Mà anh ơi, cố lên nhé. Dạ, cảm ơn chị Vân Vân. Câu hỏi số 9. Tác giả Thế Lữ tên thật là gì? A. Nguyễn Đình Lễ, B. Nguyễn Thế Lữ, C. Nguyễn Nhật Pháp, D. Cả A và B đều đúng. Tôi chưa nghe Nguyễn Đình Lễ bao giờ cả. Chắc là tôi chọn phương án B. Nguyễn Thứ Lễ. Vẫn còn thời gian, bạn chắc chắn câu trả lời chưa? Tôi chắc chắn. Vâng, đáp án chính xác là D. Xin chia buồn cùng Mai Anh. Nguyễn Đình Lễ là tên khai sinh, sau này đổi lại là Nguyễn Thứ Lễ. Bút danh ông là Thế Lữ, có nghĩa là người đi ngang trần thế. Cùng với Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Tú Mở, ông tham gia tự lực văn đoàn và là một trong những cây bút tiên phong thời bấy giờ. Chúng ta dừng lại tại đây thôi. Tôi nghĩ bạn sẽ chiến thắng ngày hôm nay đó. Đôi khi cuộc sống diễn ra những điều mà ta không mong muốn. Nhưng không sao, cuộc sống luôn luôn cho ta cơ hội khác. Cảm ơn chị MC rất là nhiều. Vâng, cảm ơn Mai Anh, tạm biệt bạn nhé. Kính thưa quý vị, chị Mai Anh dừng lại ở câu số 9. Thật tiếc, đây là người chơi theo tôi là xuất sắc.
chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 2. Và cảm ơn công ty CVM đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Rất mong quý vị hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để chúng ta cùng giúp nhau phát triển quý vị nhé. Hẹn gặp lại!